Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật đến cả anh chị cái dự án Sang mất ý chính nhá. Thì lúc trước em có chia sẻ với cả anh chị là khi cả anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên cái Sang mất ý chính này. Thì khi cả anh chị đăng ký cái tài khoản ở trên cái Sang này và cả anh chị tiến hành KYC, sau khi cả anh chị tiến hành KYC được duyệt đấy thì cả anh chị sẽ nhận được 300 cái đồng GX. Cái đồng GX này là cái token của cái Sang mất ý chính này. Thì sau khi các anh chị được duyệt KYC thì mỗi ngày các anh chị vào cái mục này này. Đấy. Nếu tài khoản của các anh chị được duyệt KYC rồi thì các anh chị click vào đây để các anh chị có liếm nhá. Còn hiện tại cái tài khoản này của em nó chưa được duyệt nhá. Thì một lát nữa em sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách để làm sao chúng ta liên hệ với bên dự án để chúng ta được duyệt trong cái thời gian nhanh nhất nhá. Thì hiện tại cái dự án GMX trên này nó đã được cập nhật ở trên cái cửa hàng CH Play và cái App Store thì trong một thời gian tới nữa thôi nhá. Anh chị nào mà sử dụng cái điện thoại iPhone này thì cả anh chị hiện tại thì cả anh chị cứ khai thác ở trên web trước đã. Và một thời gian nữa thì người ta cũng có cái app ở trên cái App Store nhá. Bên dự án người ta cũng có thông báo rồi đấy. Đây cả anh chị vào cái cửa hàng CH Play này, cả anh chị tải cái ứng dụng về nhá. Cả anh chị sai ở trên app cho nó tiện hơn. Ở trên web cũng được nhé, tùy cả anh chị thôi. Đấy, sau khi cả anh chị đăng ký cái tài khoản này, cả anh chị vào cái mục trên này. Cả anh chị click vào cái chữ Basic Verify ở đây để cả anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản. Đây, hiện tại thì cái việc xác minh cái tài khoản nó có thay đổi một chút xíu nhé. Ở các cái mục điền họ và tên ở trên này thì em cũng có chia sẻ với cả anh chị rồi đấy. Đây nó có khác một cái đó là cái tấm hình này. Các anh chị selfie cái khuôn mặt của các anh chị này cùng với cái căn cước công dân này và cả một cái tờ giấy các anh chị ghi là GMX này và cái ngày các anh chị bắt đầu tiến hành cái xế đấy và các anh chị submit nhá, như thế là xong rồi và các anh chị đợi bên dự án người ta duyệt. Thì để được duyệt cái xế nhanh chóng hơn thì bây giờ em sẽ chia sẻ với các anh chị này. Để được duyệt cái xế nhanh chóng thì các anh chị vào cái group GMX của Việt Nam nhá và các anh chị liên hệ về cái bàn Nhật Minh Quỷ ở đây. Cái group này thì em sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video này để các anh chị join vào cho nó tiện. Và các anh chị liên hệ về cái bàn Nhật Minh Quỷ này nhá. Đây các anh chị click vào cái bàn Nhật Minh Quỷ này và các anh chị vào cái mục nhắn tin ở đây này. Đấy. Và các anh chị nhắn cái UID cho cái bàn này để bàn này bàn hỗ trợ nhá. Đấy. Đây là một cái dự án sao mà khi các anh chị nhận được cái token GX này thì các anh chị có thể giao dịch được luôn nhá. Và cái đấy, hiện tại thì cái giá nó là 0.04, các anh chị có thể mua hầu. Hiện tại thì cái giá của nó là 0.04 nhá. Các anh chị có thể mua hầu vì cái sang này nó còn mới đấy. Thì tương lai nó còn phát triển hơn nhá, đó là tùy ý của các anh chị thôi. Rồi như thế là em đã chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành xác minh cái tài khoản cũng như là chia sẻ các anh chị cái cách làm sao để các anh chị tiến hành được duyệt KYC nhé. Đây là một cái keo sang ngón nhé nên các anh chị đừng có bỏ qua cái keo này. Rồi bây giờ thì em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.